Kính thưa quý vị, đến với chương trình Đỗ Vắng Trọn Show hôm nay, vị khách mời đặc biệt của chúng tôi là tỷ phú Hoàng Kiều. Thưa quý vị, như chúng ta từng biết qua tỷ phú Hoàng Kiều, khi ông ra đi, ông rời Việt Nam với một nỗi niềm. Và lần đầu tiên khi ông trở lại Việt Nam, lúc đó thì cái sự thành công của ông chưa vang dội như bây giờ. Nhưng ông đã trở về Việt Nam lần đầu tiên và ông đã sửa chữa, ông xây dựng đến 5.000 ngôi nhà tại Việt Nam. Đặc biệt là cái vùng quê của ông là tỉnh Quảng Trị, nơi ông đã xuất thân từ đó. Và hôm nay, trong chương trình Tạ Tình, một điều mà tỷ phú Hoàng Kiều với một tâm nguyện cuối đời của ông là cứu người, cứu đời. Trong cái tinh thần đó, hôm nay chúng tôi có một cái cuộc thưa chuyện với tỷ phú Hoàng Kiều. Thưa tỷ phú Hoàng Kiều, là người cháu ruột và người là con nuôi của cố nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ, một cây cổ thụ trong âm nhạc Việt Nam với những tình ca và những bản nhạc quê hương Bắc Hủ mà người miền Nam chúng ta ai cũng biết đến. Nhạc của Hoàng Thế Thơ đã đi vào lòng người, và hôm nay thì là người con của nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ, tỷ phú Hoàng Kiều đã có được cái sở hữu trí tuệ và cái âm nhạc bay bổng ở trong cái không gian và cái thời gian mà mỗi người Việt Nam đều nhắc và nhớ đến nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ. Thưa ông, trong cái chương trình Tạ Tình lần này, nó khác hơn những tạ tình của những năm trước. Chúng ta không tổ chức trong một cái phòng tiệc, mà chúng ta tổ chức trong một cái khán phòng rộng lớn tại San Jose, chứa đến gần 3.000 người, và những nơi khác là 6.000 người và 7.000 người. Xin ông có thể trình bày sơ về cái chương trình mà cái nơi diễn đầu tiên là ở San Jose vào ngày 6 tháng 7 tại rạp Center Buffin Hạc, là một cái đại viện sang trọng mà tất cả người San Jose đều biết, thưa ông. Vâng, trước khi thưa anh Trọng cũng như thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Viên Thao, chúng tôi rất vui ngày hôm nay được đến đây với cái đài truyền hình Viên Thao, và đến một người bạn tôi rất thân, đó là Đỗ Vắng Trọn, là cái người mà như tôi đã nói với quý vị rồi, tôi sẽ giúp cho Đỗ Vắng Trọn và để Đỗ Vắng Trọn trở thành một vị tỷ phú tương lai. Và khi mà chúng tôi bảo đảm với quý vị trong độ vài ba năm nữa thì quý vị kêu là tỷ phú Đỗ Vắng Trọn, còn Hoàng Kiều thì không còn tỷ phú nữa liền đó. Nhưng mà rồi, tôi thì cảm ơn Đỗ Vắng Trọn đã hỏi những câu hỏi về nhạc sĩ Hoàng Thế Thơ và về người ba của tôi. Tôi xin nói cho quý vị biết cái sự gắn liền giữa cái âm nhạc và cái cuộc sống trong cái những ngày tôi sống với ba tôi. Và tôi đã biết bắt đầu từ 14 tuổi, khi chúng tôi mà ở gần cái nhà bên nhà xuất bản Ly Tao, thì ở gần ngay cái bên tạp chí Sáng Tạo của nhà văn Mai Thảo, thì những ngày 14-15 tuổi tôi đã bắt đầu, cũng như Đỗ Vắng Trọn bắt đầu đã, bởi vì ông chú tôi là ông dạy anh văn, rồi ông làm đủ thứ chương trình đài phát thanh phát á, chương trình này kia, rất nhiều chương trình. Vì vậy không có thời giờ để viết những cái lời giới thiệu cho những cái chương trình, thì tôi là cái người mà đã viết những cái lời giới thiệu, và chúng tôi lúc đó chỉ 14 tuổi thôi anh Trọng. Và đồng thời trong những cái nghề ca hát hồi xưa, Hoàng Thế Thao như Đỗ Vắng Trọn đã biết rồi là chơi violon rất hay, thằng đồng kêu là thằng đồng Hoàng Thế Thao, thì ông ba tôi ông cũng muốn cấu tạo cho Hoàng Kiều một người đánh piano, để Hoàng Thế Thao kéo violon, Hoàng Kiều đánh piano. Nhưng mà sợ lắm, mỗi lần mà đánh trật một cái là ông lấy cái thước đánh trên cái tay. Thế Hoàng Kiều sợ bị đánh quá, thôi Hoàng Kiều thôi xin ba tôi cho tôi đi nghề ca hát. Thì tôi cũng đã ca hát rồi Đỗ Vắng Trọn, nhưng mà đứng đằng sau chẳng hạn như cái đại phát quân thanh mình sắp trình diễn ở đây nè, Hoàng Kiều chỉ là đứng đằng sau hồ vậy thôi. Và người đứng trước đó là Tú Ngọc, cái người ca sĩ chính là Tú Ngọc. Thì đó là những quãng đời trong thơ ấu. Và chúng tôi mà khi mà có cái được, tuy rằng 14 tuổi, 15 tuổi, nhưng mà ba tôi tin tưởng, và bởi vì chẳng có ai cả. Tôi là cái người tiền đạo
đi chẳng hạn như tổ chức ở Nha Trang hay tổ chức ở bất cứ nơi nào, tôi là cái người phải đi thuê xe đò, tôi là cái người phải đi lo khách sạn, tôi là cái người phải lo quảng cáo, tôi là cái người bán vé. Và Đỗ Văn Trọng hồi xưa biết không, cái thời mà gọi là ở thời Nha Trang vào 1950-60 đó, hiểu chưa, 57, 58, 59, 60 đâu có, những cái 60 làm sao mà có cái loa phóng thanh này kia này nọ, phải bắt cái ống loa và đi quảng cáo, nghe chưa, đó thì Hoàng Kiều làm những công việc đó. Và chính vì Hoàng Kiều có được những công việc đó, và chẳng hạn như Hoàng Kiều cũng là có nhiều chương trình đã lên sân khấu, cũng đã đứng ca hát. Chẳng hạn như trong cái chương trình mà ví dụ như cái có cái vở kịch Mùa Thu Lá Rụng, cái nhân vật nào làm lá rụng, Hoàng Kiều là nhân vật làm lá rụng, trèo lên trên trần nhỉ, rồi thả lá rụng xuống khi mà cái mùa thu về, thả lá vàng xuống đó. Vì những cái chuyện đó, vì những cái đó, Hoàng Kiều rất yêu nghệ thuật và Hoàng Kiều rất yêu những cái nhạc của Hoàng Thi Thơ. Cái nhạc Hoàng Thi Thơ là không có ai như Đỗ Văn Trọng thấy có người ca, người nhạc sĩ nào làm được như nhạc Hoàng Thi Thơ không. Tình ca cho quê hương dân tộc, tình ca cho lứa đôi, tình ca cho người và cho đời, và tất cả những cái gọi là trường ca. Trường ca là cái bản ca rất dài, như Phạm Duy chỉ có Con Đường Cái Quan thôi, Hoàng Thi Thơ tới chẳng hạn như cái bài Đại Phá Quân Thanh mà mình sắp trình diễn đây, rất là ở tại San Jose, là nằm trong một cái tuyến tập Máu Hồng Xứ Xanh, rất nhiều bài liền với nhau. Và đồng thời có ai làm như được Hoàng Thi Thơ đâu, kêu là opera, mà quý vị sẽ cũng được thấy trong cái chương trình Đại Phá Quân Thanh và trong cái chương trình ở tại San Jose đây, quý vị sẽ được thấy đó là cái opera, những cái coi như là những cái một đoạn dài, chẳng hạn như những cái vừa hát vừa kịch rỡ đó. Như vậy chỉ có Hoàng Thi Thơ, và đồng thời chỉ có Hoàng Thi Thơ là cái người làm phim luôn, hiểu chưa. Thì Đỗ Văn Trọng thấy rồi, ông ba tôi ông cũng là rất là hãnh diện, ông cứ nói với tôi rồi, có ai giống như Charlie Lapin, cái ông Hề đó, Charlie Lapin của Pháp đó, ông làm đủ thứ, thì ba tôi cũng là cái người làm đủ thứ. Bây giờ trở về, nhờ những cái sự mà giúp đỡ của ba tôi, nuôi nấng tôi, dạy dỗ tôi, và cũng nhờ cái những cái dịp đó thì tôi mới có được cái ngày hôm nay, tôi mới có được cái tài để mà tổ chức cái này. Và cũng như Đỗ Văn Trọng thấy không? Có ai tổ chức đám tang lý tống như Hoàng Kiều không? Tổng đạo diễn. Và chương trình này chúng tôi cũng tổng đạo diễn. Và rất có nhiều người, tôi bảo đảm cho quý vị biết, rất có nhiều người khen ngợi cái chuyện đó. Và trong một cái nhóm người, rất nhiều người muốn cái DVD đó mà chúng tôi sẽ cho quý vị, là bởi vì họ cũng muốn đấy. Chẳng hạn như ông chủ tiệm Ngọc Quang kêu Quỳnh Nga nói, khi nào chú Hoàng Kiều có cái DVD cho bán cái nghe con. Đó là cái đó tôi nói như thế thôi. Thì nói như vậy để cho quý vị biết cái tầm cỡ, cái mức tổ chức và một cái người tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn là sao? Như Đỗ Văn Trọng thấy đúng không? Tất cả cái gì mình cũng phải sắp đặt hết. Cái bài ca, bài hát, cái chủ đề như thế nào. Chẳng hạn như cái chủ đề tôi chọn ở tại San Jose là chủ đề Là Người Việt Nam Tôi Vẫn Nhớ. Quý vị chưa thấy cái bài đó rất là ngớ. Và những cái bài mà chúng tôi lựa chọn trong này, và cái trình diễn, cái lối trình diễn của mình, Trọng thấy không? Lối trình diễn của mình cứ cái chương trình nào cũng cứ như vậy thôi, cứ ra hát rề rề, không có một cái sống động, không có làm sao mà để thay đổi lại. Và cũng như chúng tôi, mục đích của chúng tôi là gì? Khi mình làm những cái chương trình này, mình phải đưa cái gì? Làm sao mà quý vị thử hỏi, làm sao mà Hoàng Thi Thơ đi qua bên Nhật, ông Hoàng Thi Thơ không nói được một tiếng Nhật mà có thể kéo dài một cái show cả năm này qua năm khác? Cái đó là một cái vấn đề. Vì vậy chúng tôi mới nhìn vào những cái đó. Và cái mục đích của chúng ta ở đây là làm cái gì? Bởi vì như Đỗ Văn Trọng thấy không? Thấy có chương trình nào mà có tới 3-4 ban nhạc khác nhau không? Mà mỗi ban nhạc chỉ chơi một bài thôi, chả hai bài thôi, như ban nhạc Hoàng Thi Thơ hai bài thôi, hiểu chưa? Rồi đồng thời có những 3-4, và đồng thời mình kết hợp những cái nhạc cụ giữa Tây Phương và Đông Phương của mình. Chẳng hạn như đờn cò, đờn tranh, đờn bầu,
hay là đờn tưng, cái đờn mà giống như đánh tưng tưng vậy nè. Yeah, đó là những cái, đó là những cái đặc trưng của mình, và đưa cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta đến cho người ta hấp thụ. Đó là cái vấn đề. Và thứ hai, khi mà mình nhắm tới một cái khán giả, cái khán giả đó nói người Việt Nam mình thì không nói rồi, nhưng mà cái khán giả Mỹ, làm sao để cho người ta hiểu được cái âm nhạc của Việt Nam mình là như thế nào. Người ta hiểu được bằng chỉ tiếng nghe thôi, bằng chỉ cái nhìn thôi, cái trình độ trình diễn của mình như thế nào. Bởi vì vậy, đồng thời cái mục đích của chúng tôi là, như tôi đã nói, tôi thưa tất cả những công ty về bản quyền để tôi thâu về một nắm. Quý vị các bạn biết không, Hoàng Thi Thơ có cả hàng trăm ngàn cuốn video về nhạc chỉ, và chỉ có bao nhiêu, chỉ có 600 bài nhạc, mà bây giờ chúng tôi chỉ mới tìm ra có 300, và còn 300 nữa. Chúng tôi xin quý vị nào mà có cái nhạc Hoàng Thi Thơ để cho chúng tôi. Và quý vị thấy không, Tạ Tình 1, Tạ Tình 2, Tạ Tình 3, Tạ Tình 4, Tạ Tình 5, Tạ Tình 6, Tạ Tình 7, nhạc Hoàng Thi Thơ vẫn được hát dài dài, phải chưa, đúng không? Vâng. Tránh làm với ai. Vì vậy chúng tôi, đây là một cái chương trình rất là công phu, và chúng tôi bảo đảm với quý vị là đây là một cái chương trình mà tôi do tôi dàn dựng, tôi đích thân với hai ông đạo diễn rất nổi tiếng ở Việt Nam là Đinh Anh Dũng và Minh Nùng, là hai cái người đã giúp tôi. Và chúng tôi muốn quý vị đến để tận xem những cái chương trình mà do tôi tổng đạo diễn và dàn dựng. Và rất hay, cái rạp của Đỗ Văn Trọn rất hay là nó có cái bằng nâng. Quý vị chú ý đi, cái bằng nâng, không có cái rạp nào khác, bởi vì cái loại này rất là đẹp. Và chúng tôi sẽ cấu tạo những cái cảnh thực. Và như Đỗ Văn Trọn thấy không, sửa soạn rồi, phải không? Mình đã gửi một cái container 40 feet cho tất cả những cái đạo cụ, hoặc là cho những cái tranh cảnh để mà cho những cái chương trình, ba cái chương trình Tạ Tình. Dạ, và cái sự khác biệt của nhạc Hoàng Thi Thơ ở đây là chúng tôi đi tới một cái giai đoạn chúng tôi kêu là Mỹ hóa nhạc Hoàng Thi Thơ, hiểu chưa? Bởi vì tại sao mình Mỹ hóa? Bởi vì hiện tại bây giờ các anh quý vị ở đây có bị hàng triệu triệu người Việt Nam, các quý vị cứ hỏi là con em quý vị có nó nói được tiếng Việt rành rõi không? Bây giờ đâu có xem Đỗ Văn Trọn, cái đài Đỗ Văn Trọn hát ca sĩ này hát ca sĩ khác, chỉ coi đài Tây, quen đài Mỹ, coi như đứa nào hát, đứa nào hát mấy cái tên tuổi thôi. Chứ còn cái Việt Nam mình có. Vì vậy Hoàng Kiều muốn cấu tạo ra một cái hoàn cảnh để cho các em nó thấy, ồ, ít nhất nhạc Hoàng Thi Thơ cũng được dịch ra tiếng Anh. Và hiện tại bây giờ chúng tôi đã có 23 bài. Và trong đó cho những người nào hát, chẳng hạn như Mira Trần là một cái tên tuổi không phải nhỏ. Bởi vì cũng tuy rằng có chỉ 40 thôi, top 40 thôi, nhưng mà đã qua hàng triệu người, rồi đã qua tới 140.000 người, rồi đã qua, rồi mới đi được cái top bơ. Cũng như Trevor cũng vậy, là bởi vì Trevor tôi Home, dùng như Trevor Home, tôi dùng cái hình ảnh của Trevor, tôi tưởng lại cái hình ảnh của ba tôi, năm 1954 khi ông bắt đầu ôm cái đờn guitar, ông hát ở Rạp Thống Nhất. Để anh hiểu chưa, trên hồi đó là chỉ có mấy đài phát thanh phát á thôi, chứ làm gì có tivi. Thành thị truyền hình về cho bà nội tôi ở ngoài quê, mà tôi cũng được nghe cái bài mà chú tôi hát, lúc đó tôi chưa vô Sài Gòn. Thì đó là những cái hình ảnh mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị, và chúng tôi cấu tạo và bảo đảm cho quý vị rằng là cái chương trình này nó khác hẳn tất cả cái chương trình khác, nó không có. Và đồng thời tôi cũng có những khám phá quý vị chưa thấy, chẳng hạn như DJ Melody, Tina Hoàng là cô cháu xa thôi, trong gia đình Hồ Hoàng. Tới khi mà tôi nói lên cái chương trình này đó, tôi mới biết mẹ nó mới kêu tôi, bảo đó, trời ơi, ông mà không giúp cháu, nói thì tao biết cháu nào đâu, bây giờ nói ra mình mới biết bà con. Tới khi hỏi Melody làm được cái gì, nói trời ơi, ông không biết á, nó là 100 cái tóc của DJ của The World. Thành thử tôi lấy những cái nhạc dịch mình cộng lại với những nhạc của mình, tuy rằng là trầm nhưng mà trở thành cái nhạc trực để chi, để làm cho quý vị. Bởi vì quý vị già rồi, như Trọn thấy không, nếu mà mình ngồi cái chương trình nào cứ ngồi ề ra vậy thôi, có đứng lên để mà làm như vậy không, để có những công tác không, không có. Thành thử vì vậy Hoàng Kiều muốn
trong cái chương trình mà sức khỏe, cũng như chương trình muốn mà đưa cho quý vị những cái thứ thuốc men này, thứ thuốc để chữa bệnh này bệnh kia, cái điều quan trọng cần phải phối hợp lại với nhau. Thứ nhất thuốc men, thứ hai là mình cũng phải phản vận động. Thì vì vậy Hoàng Kiều mới có những cái ý nghĩa như vậy. Và cái mục đích Hoàng Kiều rất đơn giản là muốn cái Mỹ Hoa và để cho các em, quý vị cùng các em, bởi vì chúng tôi mới có hai loại, ngoài những ca sĩ mà Home Tree và Home, chúng tôi cũng ca sĩ nổi tiếng, chẳng hạn như Lệ Quyên, chẳng hạn như Quang Dũng, phải chưa, chẳng hạn như Ý Lan, chẳng hạn như Quang Lê, Ngọc Hạ, Tuấn Anh, hoặc là Kyo York là một cái thần tượng. Coi như là đối với tôi, thấy một người Mỹ mà hát tiếng Việt, trời ơi, rất là hay, rất là điêu luyện, thì cái đó mình cũng phải ảnh diện chứ. Mình nói, ô, nhạc Hoàng Thị Thơ do người Mỹ chính công hát, dạ, chứ không phải là người Mỹ lai. Dạ, vâng, xin được nói tiếp ý của tỷ phú Hoàng Kiều. Thưa quý vị, thời của chúng tôi, nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ đó là chiếm lĩnh trên đài phát thanh, chiếm lĩnh trên đài truyền hình. Cái không gian và cái thời gian đó, những cái tình cảm ẩn dụ hay liên tưởng đều đem những cái câu nhạc, những câu ví von của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ để mà đem như là một cái lời tỏ tình với nhau. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là tôi còn nhớ khi mà đài truyền hình Viên Thao phát hình cách đây 36 năm, cái giây phút đầu tiên khi đài truyền hình phát lên đó, tôi rất xúc động và tôi rơi nước mắt. Cũng như bây giờ, hầu hết người Việt chúng ta đều mong ước một ngày nào đó cái nhạc Việt Nam được người Mỹ nghe, và những cái lời nhạc Việt Nam bằng tiếng Anh. Và cái ước muốn nó không những dừng lại ở mỗi chúng ta, mà mỗi người nghệ sĩ, mỗi người nhạc sĩ đều mong muốn chuyện đó. Và ngày hôm nay thì tỷ phú Hoàng Kiều đã làm cái công việc đó trong một cái chương trình mà, như chúng tôi thưa quý vị, trong chương trình Tạ Tình kỳ này đó, quý vị thấy phần nhạc Việt Nam rất là Việt Nam. Tôi tin rằng với một cái sân khấu, với một cái khung cảnh, với một cái thiết kế của tổng đạo diễn Hoàng Kiều lần này, thì quý vị sẽ nhìn thấy cái sân khấu của San Jose nó là một sân khấu vô cùng khác lạ, với những cảnh trí thay đổi và cảnh trí rất là Việt Nam. Và quý vị càng nhận ngạc nhiên hơn nữa khi chúng ta nghe được những bản nhạc của nhạc sĩ Hoàng Thị Thơ hát bằng tiếng Anh. Và cái điều đó, nếu mà quý vị có dịp đưa người thân của mình hay đưa người quen của mình là người bản xứ tới để nghe nhạc Việt Nam, thì cái tinh thần đó rất là xúc động. Và một điều hơn thế nữa là như vậy, trong một cái chương trình này, với một cái kinh nghiệm tổ chức, nếu tôi thực hiện một cái chương trình này thì tôi nghĩ là tôi không cần phải tặng gì hết, thì cái chương trình này phải được sold out trong vòng một tháng trời. Đây là chương trình mà tỷ phú Hoàng Kiều không nhắm vào cái vấn đề bán vé, nhưng mà nhắm vào phổ biến để làm sao không những đưa quý vị đến một cái sân khấu lộng lẫy, đưa đến quý vị một cái chương trình âm nhạc thật hay, mà để cho quý vị, những người có bệnh, tìm ra một cái phương thức chữa bệnh. Mà tỷ phú Hoàng Kiều tin rằng những cái sản phẩm của chính ông điều hành và chính ông do cái công ty của ông bào chế sẽ đem đến cho quý vị những kết quả về ung thư, về tiểu đường, về viêm gan. Thành ra trong cái chương trình này, chúng tôi đã có một cái chương trình là dành cho 350 người. Và quý vị tới, quý vị sẽ có được hai vé, nhưng mà riêng ung thư là 100 người, còn lại những bệnh khác là 50 người. Thì quý vị tới Viên Thao, quý vị sẽ nhận một cái phiếu điền, rồi xong đó quý vị gửi lại chúng tôi gửi lại xuống công ty của tỷ phú Hoàng Kiều. Thì một tuần sau thì quý vị sẽ biết cái kết quả như thế nào, và khi quý vị được chữa trị thì quý vị có thêm 1.000 đồng nữa. Mà cũng xin nhắc lại cho quý vị rõ là 1.000 đồng đây là 1.000 dược thảo để mà chúng ta chữa bệnh, chứ không phải là có những người nói tôi điền cái phiếu rồi có 1.000 đồng nữa. Và trong chương trình này đó, thưa quý vị, đây là một cái chương trình mà riêng San Jose đó, tại vì không có sức chứa hơn là cái rạp, không thể nào mà chúng ta book cái rạp hơn 3.000 người, do đó chỉ cái rạp ở Center the Boffin Art chỉ có 2.527 ghế thôi, mà đã dành 700 vé là dành cho 350 bệnh nhân rồi, thì là cái số vé còn ít. Và những người mà 300 cái vé mời nhà, mà trong đó nó có là
Hoàng Kiều Membership, thì những Hoàng Kiều Membership đã có là 300 vé rồi, thì cái số vé rất là ít. Và đặc biệt nữa là còn 1.500, còn 1.500, và đặc biệt là tỷ phú Hoàng Kiều còn quan tâm đến những người là kể cả vé 50 đồng cũng có, mà vé 100 đồng cũng có. Mà tôi nghĩ là đến giờ này khi mà thưa chuyện quý vị thì chắc là hết vé 50 đồng, 100 đồng chắc cũng hết rồi. Mà thưa quý vị, xin nói rõ quý vị là đây là quý vị không phải là trả tiền vé, quý vị tới nhận vé, nhưng mà quý vị trả cái tiền tương đương đó mà nhận lại cái sản phẩm free, hoặc là cái dịch thảo gấp 3 lần cái tiền vé mà quý vị ứng ra. Thành ra quý vị vừa được vé nè, chẳng như chúng ta mua vé 500 đi, quý vị có được là 1.500 tiền sản phẩm, tiền mỹ phẩm này nọ kia trong đó. Mà khác với những cái điều, đúng là tỷ phú Hoàng Kiều làm những cái điều gì rất là lạ là như vậy. Thường thường người ta nói là tôi đổi sản phẩm, tôi đổi gì thì cái giá sản phẩm nó cao. Đằng này cái giá sản phẩm còn rẻ hơn cái giá bình thường. Như một cái bóp ở Ý, rất là những cái ví đó trước đây bán đến 1.500, 2.000. Bây giờ thì quý vị đổi chỉ có trị giá 500 thôi. Mà quý vị chẳng như là đi mua cái vé đó, quý vị được lấy vé 500, quý vị được lấy cái ví đó mà trị giá đến cả 2.000 đồng, 1.500. Và thưa quý vị, cái dàn ca sĩ đó thì tôi xin nhắc lại với quý vị một lần nữa là chúng ta có Mira Trần, Travel Home và Kayo. Kayo là một cái người tài tử và một ca sĩ hát nhạc Việt Nam, người Mỹ nhưng mà hát nhạc Việt Nam rất là xuất sắc. Anh ta rất nổi tiếng ở Việt Nam. Và cách đây mấy tháng thì anh có xuất hiện trong cái bộ phim là Hành Trình Đến Mỹ và có ra mắt công chúng tại San Jose. Và chúng ta có Quang Dũng, Ý Lan, Ngọc Hạ, Quang Lê, Tuấn Anh và nhiều ca sĩ nữa. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin nói rõ là những ở Hilton là sau đó một tuần, và ở dưới Lốt thì một tuần sau, là ở San Jose là ngày 6 tháng 7, thì ở dưới Lốt, ở Hilton là ngày 13 tháng 7 và dưới Lốt là ngày 20 tháng 7. Thì tất cả những ca sĩ quý vị thấy trên poster đều có mặt đấy. Riêng ở San Jose thì không có Lệ Quyên, bởi vì Lệ Quyên đến San Jose không kịp. Nên xin quý vị nhớ rõ là trong poster chúng tôi cũng có ghi chú là riêng ở San Jose thì không có Lệ Quyên. Chúng tôi cũng xin nói rõ với quý vị. Vé thì mặc dù chúng tôi mới có phân phối được cách đây có 2-3 ngày thôi, nhưng mà cái số người đến, bệnh nhân đến, số người mua vé cũng rất là nhiều. Nên quý vị, là tôi nghĩ rằng là trong vòng khoảng 2 tuần hay 3 tuần thì vé sẽ không còn nữa. Tại vì vé đây với tặng mà, quý vị chỉ đưa ra cái số tiền nào tương đương với cái vé để quý vị lấy dược thảo mà gấp 3 lần như vậy thì đó là một vị. Và một cái điều này chúng tôi cũng thưa quý vị, cộng đồng chúng ta ở San Jose cũng nên dành những cái kỷ niệm thân quý nhất, trân trọng nhất đến với tỷ phú Hoàng Kiều. Khi những cơn mưa về, những khi cơn lụt đến San Jose thì lòng tôi rưng rưng. Tôi vẫn nhớ là cái hình ảnh của tỷ phú Hoàng Kiều đã bay lên. Lúc đầu thì ông chỉ nghĩ là tặng một vài trăm ngàn thôi, nhưng mà tới ông thấy cái tình cảnh mà xung quanh những cái ngôi nhà lụt đó là người Việt Nam nhiều, và tỷ phú Hoàng Kiều đã tặng 5 triệu cho San Jose và cũng 5 triệu ở Hilton nữa. Thì chúng ta cũng nên trân trọng những cái tình cảm đó và mong rằng ban tổ chức sẽ được đón tiếp quý vị bằng một cái sự trân trọng nhất tại rạp Center Perfect Nạc ngày 6 tháng 7 và thứ Bảy nha quý vị. Và lúc 7:30 thì chương trình sẽ khai mạc đúng giờ. Dạ, thưa anh, thì phú Hoàng Kiều, chúng ta còn một phút nữa thì thưa anh. Bây giờ tôi nói tóm lại là một phút nữa thì xin anh Trọn coi như mình đừng có nhắc lại cái chuyện 5 triệu, 3 triệu, 7 triệu. Chúng tôi chỉ muốn nhắc lại cái trong cái chương trình của chúng tôi trước khi chúng tôi lên tới đây, thì sở dĩ tại sao chúng tôi muốn rồi mình để cái kết thúc cái chương trình luôn, là tại sao chúng tôi lại muốn đi tới với quý vị, muốn kêu gọi quý vị đóng góp, muốn cái vài giúp 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 đỡ. Chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi lên đây, chúng tôi có gửi cho Đỗ Văn Trọng cũng như Đoàn Trọng ở dưới Lý Tô Sài Gòn TV gửi một cuốn video. Những vị nào mà hứa giúp cho chúng tôi 100.000, 200 cái vé, 50.000, 60.000, bây giờ thì làm ơn tới gặp Đỗ Văn Trọng để coi thử quý vị có giúp được gì. Mà chính vì cái điều đó, sau khi tôi qua cái chương trình ở Hilton, tôi về tôi nằm khóc cả đêm, rồi tôi mới có lá tâm thư cho quý vị đọc để quý vị thấy là chúng tôi
căn cứ vào cái chương trình tài tình ba, chúng tôi rất thành công và chúng tôi không có đòi hỏi quý vị phải mua vé. Quý vị cứ mua hàng đi rồi quý vị tặng vé, hoặc là mua vé thì tặng hàng. Và nhân đây tôi cũng nói luôn là bởi vì những cái rạp hát, nếu quý vị coi trong những quảng cáo, bây giờ đầy hết rồi. Coi như trên Đỗ Văn Trọn chỉ còn 1.500 cái nữa thôi, mà ở tại chỗ Đỗ Văn Trọn bán, trên rạp nó họ không bán nữa, tôi không cho họ bán là bởi vì chẳng còn bao nhiêu vé nữa. Còn ở dưới Los Angeles, thực sự ra thì chúng tôi đã có reserve được là coi như bây giờ chỉ còn 1.875 cái vé nữa. Mà thôi, quý vị cái lúc đó. Và ở bên Houston cũng vậy, độ khoảng độ non non, độ 1.600, 1.700 gì đó, tôi không nhớ rõ. Vì vậy thành thử tôi mong mỏi quý vị giúp đỡ và coi như tạo cái điều kiện để mình đến với nhau. Để chi? Để mình tỏ lòng. Và tôi rất vui khi mà quý vị tỏ rõ cái chương trình đó, là bởi vì ở dưới cái Microsoft á, cái bà mà Reno Manager, bà nói với tôi là: ông ơi, cái chỗ này chưa bao giờ có đầy 4.300 chỗ hết, mà ông làm cái này mà ông mở ra tới 7.000 chỗ thì tôi e ngại lắm. Tôi nói không, cái tinh thần Việt Nam của chúng tôi khác, quý vị hãy giúp tôi thực hiện được cái điều đó. Và tôi rất mong mỏi quý vị đến với chương trình thật đông đủ. Và trước khi mình bắt đầu chương trình, mình giới thiệu cho họ: đây, ông President Microsoft, Microsoft Theater ơi, bây giờ ông thấy chưa, đó là tinh thần Việt Nam của chúng tôi. Là người Việt Nam tôi vẫn nhớ. Tôi xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình buổi talk show giữa chúng tôi với tỷ phú Hoàng Kiều. Xin được cảm ơn tỷ phú Hoàng rồi, Kiều. Rồi, cảm ơn em. Rồi. Dạ. Kiều Hoàng Production trân trọng giới thiệu show ca nhạc Tạ Tình tổ chức tại Đại Hí Diện Center for the Performing Arts San Jose lúc 7:30 tối thứ Bảy ngày 6/7/2019. Đây là một chương trình dàn dựng công phu, phối hợp nhịp nhàng giữa nhạc cụ Tây Phương và Việt Nam. Lần đầu tiên, những ca khúc bất tử của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được hát bằng tiếng Anh bởi những giọng ca trong đợt tuyển American Idol như Mara Trần, Trevor Holmes và Kaio, Uyên Nhi, Quang Dũng, Ý Lan, Ngọc Hạ, Quang Lê, Tuấn Anh, Quỳnh Mai, cùng nhiều ca sĩ khác, các vũ đoàn điêu luyện và dàn người mẫu xinh đẹp. Tất cả các loại vé không bán mà được tặng khi mua sản phẩm. Riêng vé Super VIP chỉ dành cho những người muốn làm membership Kiều Hoàng Club. Đặc biệt, Kiều Hoàng Production sẽ tặng 700 vé và 1.000 đồng tiền dược phẩm cho những bệnh nhân bị ung thư, bệnh thận, tiểu đường, viêm gan. Tất cả tiền thu được sẽ dùng vào việc hướng thiện. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc hệ thống truyền thông Viên Thao, 1982 đường Center San Jose, Cali 95 112.